Sáng em được em nên giới thiệu không anh? À nó no, hả? Dạ thôi không giới thiệu. Mọi người thuộc bài này thì hát thật to cùng với Tú nhé. Có biết điều gì thật đau trong cuộc sống muôn màu để em nó cho anh nghe. Có cảm xúc là mỗi khi anh kề bên nghe nói cười. Mình đã biết nhau từ lâu nên em chẳng nói ra hết những lời này, sợ anh đi mất. Lặng yên thấy anh của ai dần khoảng cách. Chẳng cần là gì đó hàng ngày là thói quen như hít thở giá để hơi chết ta còn chờ lòng em đau.